Ê, chào tất cả mọi người ha. Đây, hôm nay mình về được mấy thùng nữa, về được 7 thùng, thì trong đó là có 3 thùng là cần builder ha, thì đặt hôm nay mới có về ha. Thì bây giờ mình sẽ khui khui thùng cho mọi người xem hàng builder đóng gói như thế nào ha mọi người. Mình đi kiếm cái dao, cái đây có cái dao. Cái dao huyền thoại mọi người. Rồi, thì mình thu cái thùng này, thùng 2m1 ha. Rồi. Đây. Thì hàng Builder, đây là xuất xứ là đóng gói sản xuất thì là bên Trung Quốc nha. Đa phần là vậy. Đây để mình có cái thùng nào nằm đứng. Đây. Builder bên em có để chữ hết ta. Bình thường mỗi cái thùng nó đều có đóng cái mạ hết. Nha. Builder đóng gói rất là kỹ càng luôn. Đấy, hàng xuất của Builder về đây, cây cần rất là đẹp. Đấy. Thọt vô đây mà gạch ra thôi. Đấy. Đó. Builder ha. Mình thiệt ưng ý cái cây này ghê, giá rẻ nhưng mà được cái nhìn nó rất là bền. Mình thẩm gài cũng lấy đi câu cá mè, đi câu cá cha nhưng mà chưa có dính thôi. Nhưng mà cảm giác cầm cây cần rất là đẹp luôn. Đây. Mỗi một thùng thấy đóng gói hoành tráng vậy hả mọi người? Đóng gói thấy hoành tráng quy mô quá ha. Mà ra một thùng nó chỉ có 20 cây thôi. Đây một ngăn như vậy là 10 cây nè. Một ngăn như vậy là 10 cây á mọi người. Đó, thì mình khui ra. Xong rồi mình làm lại thêm cái video chi tiết bán cần lẻ cho mọi người ha. Tại hôm trước mình quay video mình bán bộ. Mà mọi người cứ hỏi một cần lẻ quá trời. Bởi vì cần lẻ nó hết trước. Đấy, nên bây giờ mình sẽ khui thùng. Đặt thêm một mớ thì nói chung đợt này đợt cuối rồi nha mọi người, đợt cuối rồi không có còn nữa, không có đặt thêm cũng hết hàng này luôn rồi. Nó tranh thủ đặt thêm phát này nữa, bán tranh thủ cái mùa dịch cho anh em này xài ha. Yêu nơ cái này là xanh, cái này là đỏ, có xanh dương đó mọi người, có xanh dương chắc thùng dưới để lấy cái xanh dương cho mọi người xem. Thùng mình thùng 21 ha. Thì 21, 24, 27 thì nó cũng như vậy thôi, chỉ dài hơn thôi chứ không có khác biệt gì hết. Đây. Đây là cam. Cam với xanh quá. Đúng rồi, này cam với xanh nè mọi người. Cam với xanh dương á. Đúng không? Chính xác luôn. Đây, cam với xanh dương nè. Rồi, cây này xanh dương. Rồi ok thì còn thùng bên đây thùng mấy ta? Thùng đây là thùng hết 27 chứ. Thùng 27 chứ rồi. Để mình khui luôn cho mọi người xem ha. Đây 2m7, 2m7 thì màu nó cũng như vậy luôn. Ôi giời. Cầm máy quay vừa quay mà vừa khui thùng nó hơi lắc xíu nha mọi người thông cảm nha. Ai. Ui 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 ui. Đây là 27 nè. À, không nghe cái ăn cần xanh dương luôn. Tại em gà thấy mọi người chịu cái xanh dương với xanh lá ghê. Màu trẻ chung hay sao? Ồ dính. Dính keo tùm lum đây. Cút gà cái nó đi bụi cái bịch luôn. Thôi cãi đi, cũng không cần thiết cái bịch đóng gói mà người mình quấn chống sốc hết trơn à, nên cũng không có cần cái bịch này nữa. Đây mình sẽ lấy mỗi thứ một cây để mình khui thêm cái thùng 2m4 nữa ha. Rồi sẽ lấy cái nào nó cũng có ba màu như nhau hết nha mọi người, bốn màu chứ. Ơi bốn màu như nhau hết rồi. Ok để mình vô mình review cho mọi người xem ha. Hôm nay mình làm cái cần lẻ cho mọi người mua ha. Thì lần trước á là mình làm combo cho nên là không có nói chi tiết về cái giá cần lẻ và phí ship của một cái cần lẻ riêng nó thì sao. Thì hôm nay vì cái màu sắc á thì hôm đó mình cũng không chưa có được hoàn chỉnh cho máy, cho nên hôm nay mình làm cái video là như hồi nãy á, mình đã khui thùng ra và cho mọi người xem mấy cái hành trình mà
mình nhập về rồi mình khui thùng ra xem bên hàng của Vioner nó đóng gói như thế nào các kiểu vân 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 ha. Thì bên Vioner có một thùng, mọi người thấy đóng hàng hoành tráng bự bự vậy nè, thực tế là một thùng nó chỉ có 20 cây thôi, một thùng nó có 20 cây à, cho nên là số lượng được này mình nhập. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái cần lẻ cần chính hãng của Vioner Singapore nha mọi người. Đây hàng Singapore nha, đây trên đây đều có cái lá cờ của Singapore hết trơn nè mọi người. Đây ha, lá cờ Singapore thì mình sẽ đang cầm trên tay, đây đang cầm trên tay là cây Vioner Greenwood 2m4 ha. Thì hiện tại bên mình chỉ có size 2m1, 2m4 và 2m7 thôi, không có 3m ha mọi người. Thì 3m hiện tại bên mình vẫn chưa có vận chuyển được. Đó, thì mình sẽ đọc cái thông tin của cây cần 2m4 ha. Thì tải chì 40-80g, nhưng mà mình nghĩ cây cần này thực tế mọi người tải chì tầm 150g đổ lại là ok hết nha mọi người. Sức tải là 4,5 tới 9,1 kg. Là cây này mình đã nhất tỉnh là tầm khoảng 4 kg là chuyện bình thường, như video trước mình đã nhất tỉnh cho mọi người ha. Nói chung là cây này thì rất là ổn. Thì cần á là từ cái size mà 2m4 đổ lên hết mọi người. Từ cái size 2m4 đổ lên thì nó sẽ có là 2m4 đổ lại chứ. 2m4 đổ lại là nó sẽ có 7 khoen ha. 7 khoen. Thì tính đây là một cái khoen 1 2 3 4 nha mọi người. Đây 4 5 6 và một cái khoen thứ ba là 7. Còn riêng cái cây 2m7 ha là nó sẽ tới 8 cái khoen rồi. Đây cây 2m7 sẽ có một cái khoen dưới này nữa. Đây, một khoen mọi người. Này. 2. 3. Rồi 4 nè. 5. 6 7 và một đề ba nữa là 8 nha, tính luôn là bu vào khoen đề ba hết mọi người. Đó, khoen đề ba của cây 2m7 rất là lớn. Nó lớn thì không phải lớn quá nhưng mà nói chung là nhìn rất là cực cọ mọi người, cái bàn tay mình nắm không hết ha. Đây. Người ta mình cũng không có lớn nhưng mà nhỏ, nhưng mà nhìn cái khoen rất là kịch cọm luôn, nhìn rất là cứng. Cây 2m7 á thì lực tải của nó là 4.5 đến 9.1 ha, y chang như cây 2m4 luôn. Đọt của cây này đó là 3 ly, 3 ly 5 nha mọi người, 3 ly 5. 3 ly 5 rất là bạo lực luôn. Cần này nói chung là về lĩnh vực mà thích chơi bạo lực của mọi người, ha, thì ok, không vấn đề gì hết, cứ quánh thoải mái đi. Cần này tầm mình thấy là rất là ổn luôn, mình dính câu xong mà dính gác mà cho tầm khoảng chừng độ khoảng không biết nhiêu, thứ thấy nặng lắm, kéo mà hết ra cần cong luôn á, như cái video mà bữa mình đi câu cá mẹ mọi người. Thì cảm thấy cần rất là dịu luôn, nó dịu, nó không phải là cứng, nó cứng một một đoạn, nó mềm một đoạn, rất là đều luôn, rất là đều, cần cần rất là cong, rất là đều luôn. Đây cần được thiết kế là cán hở nha mọi người, cán hở rất là đẹp luôn, phong cách của bây giờ ha, bây giờ anh em hay chơi cán hở rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Trên mỗi cái đầu cán hở đều có những cái bọc bọc đầu mút ha, nhìn màu mè qua lá hẹ rồi nhìn cũng đẹp đấy. Builder ở bên ngoài được bọc một lớp lớp ni lông giống như cái bịch ni lông vậy mọi người. Thì đây là cây 2m1 nè. Đó, cây 2m1 nha mọi người. Cây 2m1 thì nó cũng sẽ có 7 luôn. Cây 2m1 nó cũng sẽ có 7 phen. 1 2 3 4 5 6 và 7 ha. Thì cũng như là 6 đó, 10 6 khoen đó, mình không có tính đủ là 6 đó. Cây 2m4 thì nó cũng số khoen nó cũng y như cái cây 2m1 thôi, là 7 là 6, tính luôn là bu là 7. Chỉ có riêng cái cây 2m7 á là tính là bu luôn là 8 ha. Cần là cần chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu gắt phíp chứ không phải là carbon nha. Rất là đẹp, hiện tại là cần mẫu nào, bất kỳ mẫu nào đều có 3 màu hết nha mọi người. Từ cái mẫu 2m1 tới cái mẫu 2m4 và mẫu 2m7 ha, thì tất cả đều có 3 màu như vậy hết. Thêm một cái màu xanh lá nữa mọi người, màu xanh lá nữa. Nên hồi nãy mình lúc mà đầu tiên mình khui hộp á, khui thùng á, mọi người đã thấy rồi đó, thì màu xanh lá. Rồi thì giá của cái cây này á là 280.000 cho size 2m1 và 300.000 cho size 2m4 và 320.000 cho size 2m7 ha mọi người. Thì nói chung là hiện tại bên mình chưa có size 3m. Chưa có size 3m cho nên là mọi người cứ sử dụng 24 tháng 7 đó ha. Một thời gian sau mình sắp xếp với cái hợp đồng xin xỏ này nọ các kiểu bên nhà vận chuyển ấy được giao hàng 3m ha. Tại vì mình đang làm bên một phần nhà vận chuyển trước giờ á, nói chung là vậy. Mình chưa có thay đổi cho nên là vẫn chưa có vận chuyển hàng 3m được, nên mọi người thông cảm nha. Mọi người mà cứ cần hàng từ 2m7 đổ lại thì ok, liên hệ tới mình sẽ ship hết. Đây.
thì mình sẽ báo giá lại lần nữa ha. Cần 2m1, 2m4, 2m7 giá lần lượt là 208, 300 và 320 là phí ship. Phí ship là 30.000 cho một đơn nha. Phí ship 30.000 cho một đơn hàng. Nhưng mà mọi người mua hai cần gom lại một đơn thì bên mình sẽ miễn phí ship. Nói nôm na như vậy cho mọi người dễ hiểu ha. Tức là mọi người mua hai cần là miễn ship. Chứ mọi người đừng có nghĩ là phí ship về cây cần này là 30.000 rồi mua hai cây là phí ship 60.000, không phải. Chỉ là mọi người mua một cây lẻ là một đơn hàng gửi đi là phí ship 30.000. Còn lại là mua hai cây miễn ship hết ha. Thì mọi người mua hàng bên mình thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên góc màn hình ha mọi người. Số điện thoại trên góc màn hình. Liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin với SMS. Còn không thì cứ bình luận trên kênh của mình, xong rồi mình chốt địa chỉ xong mình sẽ ẩn bình luận của mọi người, cho nên là không có sợ mất thông tin ha. Rồi ok, bye bye. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình ha. Ok.